Ok, hello, chào tất cả mọi người nhá. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Linh Đỗ. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn nhá. Hôm nay là tất cả mọi người sẽ đưa Linh Đỗ đi về thăm nhà anh Đông. Yeah. Có biết nhà anh Đông ở Việt Nam. Yeah. Đấy, thăm vợ, thăm con, thăm gia đình. Thăm bố, thăm mẹ, thăm ao, thăm chuồng. Thăm ao, thăm cá, có cá ở nhiều lắm. Câu cá. Okay. Câu cá luôn. Dạ. Ờ, ok. Thì nay là có anh Tiến, Nhật Lễ này, rồi là Linh Đỗ. Với cả hai khách mời của TVTV. Điệp với là hai khách mời của TVTV. Ở đâu rồi? Đây. Đó rồi. À đây là hai khách mời của VTV. Ôi chết mẹ, nhầm đường rồi. Điệp ơi, chỉ đường kiểu gì đây ta? Không, từ từ. Đây. Không. Không. Không, đây rồi. À, nhà đây hả? Đâu. Đấy, à không phải. Không phải. Điều đâu đây? Không. Từ đây rồi. Ừ. Đây rồi. Đây này. À, đây, bên đi. Chạy thắng. Bên này, bên kia. Chạy thắng. Không phải. À. Ông Linh nãy giờ đi vòng mọi người ạ. Không, đi thẳng lên đây phải, đến phải. Đi thẳng lên đây trái. Quá sống mà. Quá sâu à? Hôm nay, à không phải là chỉ mỗi là Linh Đỗ đâu. Mà là Nhật Lễ với Điệp đúng không? Điệp đã vô chưa? Nó chắc lẽ. Chưa, thật lần đầu vào luôn. Đi giường. Không phải vì khi vừa làm nhà xong đi. Ở gần quanh đây thôi. Ông Linh quanh đây thôi. Quay phải. À, cái phải bên mày đúng không? Bên đi đâu nữa? Quay phải. Đây bên này luôn. Để mình quay phải. Phải trái. Để thấy được cho mọi người xem. Đây rồi. Tóc. Không phải. Ở đầu tiếng phải. Nguyễn Thị Duy. Không phải. Cứ đi một cửa hàng là Nguyễn Thị Nhụy. Điện lái. À. Đi. Cái nhà nào mà có cái bóng đèn năng lượng mặt trời ở. Đi thẳng đây. Khỏe. À. Thì bây giờ ở đây nhà nào có? Không, hôm Đông bảo là lắp đầu tiên của thôn mà. Ôi, anh ơi đang lâu lắm, anh đi thẳng tiếp đi. Ôi dạ. Ừ. Đang dài lắm. Mỗi hôm mà đợt trước Đông đưa mình về một đường, mình lại đi về một đường. Bây giờ là mình phải tự tìm đường. Nên mới bị nhầm đường. Ở đây là Thái Bình, Linh Đỗ ạ. Dạ. Chỗ này là đất lúa nhá, trồng rất là nhiều gạo ở Việt Nam, nhiều nhất luôn. Cái gì? Lúa ấy? Gạo đấy. À, đợt mà anh Đông bảo là đi thu hoạch. Đi về mua đất. À, về mua đất. À. Về mua đất. Trồng lúa đấy. Trồng lúa. Mua đất ấy mà, đất xây nhà rồi bắt đầu là... mua đất xây nhà để trồng lúa mà. Thường thường là người ta xây nhà thôi. Chứ không mua đất ruộng. Đi thẳng đấy. Đi thẳng à? Đi thẳng. Đây này, lùa đấy này. Đây. Đây, cái trường học này hôm Đông vào đây này. Đấy, đi hai bố con mà đội mũ đi xe máy mà... Hôm nay xem với cả nhà cười luôn mà. Hôm nay cả nhà chùm lại xem luôn mà. À. Làm video là hai bố con đội mũ bảo hiểm đi xe máy vào thì trường tắt, đi ra lại đội mũ bảo hiểm lại đi trường tiếp theo mà không quay trường luôn mà. Thì mình nói cho các bạn biết đấy, đây là cái trường ngày xưa mình học. Đấy, đi đến đúng vào cổng này tắt video luôn. Đây hai trường đây này. Đây được đây. À, thế thì phải đi lên trường nữa đúng không? Đúng rồi, có cái ghế của Tem Châu Phi tặng ra. Có hai bố quay tiếng. Thôi. Tí mình lấy mũ bảo hiểm mình cũng đi xe máy. Mình cũng lại vào. Đây, như cái trường này ấy các bạn này. Hai trường đúng rồi, hai trường. Là ghế thế. Đâu. Có. Lên, đi lên nữa đi. Đấy, đây này, hôm vào cổng đây này. Đấy, trường tiểu học thống nhất đây này. Ngày xưa ông ấy học 3 năm lớp 2 mới cả 2 năm lớp 3 này. Đấy, học cấp 3, học có lớp mấy? Người ta học lớp 11 rồi là ông Đông bắt đầu học lớp 6. Ok, bây giờ là sẽ đến nhà. À đấy, gần đây rồi chứ. Đấy, gần rồi, đi tiếp đi. Ngửi thấy mùi ấy rồi, thịt gà rồi. Thịt gà rồi. Ngửi thấy mùi rồi. Rồi, đến để xem gì ở Chị Nhụy à. Chị Nhụy là sắp xếp những cái món gì. Lọt mà. Không lọt. Anh đi xe chả thật đấy. Anh bảm đi. Không lọt. Anh bảm đi. Đây, một bên bằng này, bằng gì này. Một bên là mương kìa. Không, lót. Anh bảo bên đi cho em này, đóng cái gương lại. Chả cái xe rửa bằng lọt 3 mét xe rồi. Đóng cái gương lại bảo bên đi này. Đấy. Rồi mới lọt này. Lọt, chạy thoải mái. Đó.
Lớn nào, lớn nào. Wow. Bằng lái xe của anh Tiến là bằng bằng đổi mua. À, đây rồi, đây rồi. Ô, anh Phong, anh Phong. Anh Phong, anh Phong. Nhìn giống Đông thế nhỉ, anh trai của Đông. À đây, đấy đã bảo rồi kia kìa. Có cái đèn trên nóc kia. À không phải, đợt này sửa sửa thêm mấy cùng thôi. Bình đợt đợt đâu lắm. Lắp thêm cái đèn năng lượng cái gì nữa. À ừ, ừ, ừ. Ui trời. Chưa dừng giữa đường. Ồ, anh chào anh. Ơi. Chào anh em nhé. Vâng. Anh, ơi. Ơi. Chào em. Anh ạ. Dạ. Vâng ạ. Dạ. Đi anh em mình nhìn. Đây là anh của anh Đông. À dạ. Ok vâng. Giống. Giống trai. Mặt giống. Mặt giống à? Giống. Vâng. Ờ. Vâng, chào bác. Vâng, bác khỏe ạ. Dạ vâng. Gửi cái kết bạn của mình. Vâng. Ôi chào chị. Ui này. Ui. Ui. Dạ anh ạ. Ma ở chú Linh mầm vừa luôn ạ. Vừa nó này to phết đấy nhở. Chào chị. Chào em ạ. Chào lên đầu nhá. Chào chị. Bắt tay lên đầu kia. Cú hè. Cú bóng à. Dạ. Chú Linh làm này. Chú bóng này. Ui dạ. Ui chà. Giống ba Đông mấy nhở. Không giống bố mấy nhở. Chào lên đầu nhá. Chào vào nhà đi. Vâng vâng. Nhìn này. Dạ, xin phép được. Rồi, ok. Dạ. Rồi, nhìn khác, nhìn khác. Vâng, nhìn hơi muộn. Vâng. Bình là cái lôi của... Bông, 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 bông. Đây. Gu. Bông, bông, bông. Đây, nhà bé là... Búa cao nữa, thấy Bình đấy. Vâng. Vâng, vâng. Dạ. Ui, nóng rồi. Dạ, vâng. Ờ vâng vâng. Ôi chín rớt rồi. Anh Đông anh bảo là lúc nãy ở trên xe bảo là bạn mà gặp vợ tớ thì là gửi cho tớ một cái ôm à? Ôm đứa em. À. Ôm em bé. À ôm em bé chứ. Ôm em bé. Bao lù con này. Bao lù này. Bao lù con này. Mặt y chang luôn. Mặt y chang luôn. Vâng vâng. Chào vâng. À, kim cổ giống đây là thay Bình nhà. Giống như kiểu ngồi làm video nhỉ. Bấm cái này tiếng cái này. Đây. Bấm đi. Bấm đi, bấm đi. Anh là chuyên gia về nhà. Không phải, không phải. Vâng. Thế à? Dạ vâng. Anh à. Đúng rồi, có. Đúng rồi, không có. Đúng rồi. Nhìn giống ý đúc vàng. Nhìn giống con điểm béo nữa. Dạ. Ê, thằng này mới giống điểm béo này. Thằng này mới giống này. Ừ, bảo mặc váy. Dạ không, như đợt này to hơn rồi, cũng giống mấy nữa. Bảo mặc váy vào để quay phim à. Để đầu tư cái cả. Ê, thôi em ở nhà mấy thằng quả đấy. Thằng em ở nhà để mấy thằng quả mới cho ăn. Vâng. Vâng, vâng. Đấy, nào là có kênh nó bao lù rồi kìa. Bản quyền đấy, mở đây bản quyền đấy. Thôi, không cần giới thiệu nữa đâu. Cái bản quyền đấy. À, nghe nói VTV đến. Thấy bảo là VTV đến. Mấy lần cứ bảo trực gặp cặp chú mà. Lilo. Quà quà đâu đâu, quà đâu đưa quà đây. Đây, đây là quà chú Đông Cung. Con chưa được luôn dài này. Còn này là. Con xin bác cho thầy đưa đi cảnh ra. Đây là quà nữa này. Con xin chị. Đây là quà của cô Lệ này. Cô Lệ xinh gái đấy kìa. Bỏ là bánh trung thu. Nhưng mà bên trong là quần áo. Cho con trai. Mẹ thì lấy không có váy rồi. Mẹ kéo bác đến đầu tư hả? Khi nào sản xuất váy thì mới đưa cho mẹ được. Cái áo quà vừa gửi lên mẹ quà. Đây đi đồ thấy chưa? Nhà của anh Đông đấy. Dạ dạ đẹp. Diệu diệu nhỉ. Vợ anh Đông. Dạ vâng. Con anh Đông. Dạ dạ. Hai đứa. Dạ. Vâng. Vâng. Phi phi tổ hề. Hay gọi điện thấy mà đi đâu nhỉ? Dạ. Gọi điện nhìn thấy mà. Đâu? Làm gì? Nhìn đây à? Nhìn thấy đâu. À nhìn thấy là. Dạ dạ nhìn thấy đấy. Kiến à? Kiến? Thì xin chạy điều nào thì cứ lấy roi anh Đông cho. Làm sao cho à, dạ. Em làm đấy, anh hứa thiết kế ra.
bay không? Chưa anh có. Chưa anh Vương. Liệu liệu bay không? Ôi lên anh chưa cần Vương mà anh chắc khẳng định cái đề. Diều á? Diều. Diều sao lại bằng những cái hộp ấy? Đây lên đẹp lắm. Lên này lên luôn đúng như màu đẹp cực kỳ luôn. Phong về khi nào? Tí tinh tinh chai rượu nào thì bảo để anh Đông để với anh Đông tặng nhá. Cần bảo là nhìn đĩa hoa quả thèm quá mà chưa ăn. Nhà mình ăn thôi. Đi nói nhá. Rút kinh nghiệm bây giờ về coi ăn trước. Ăn đi. Không là ăn sai cách. Vâng. Anh Đông mới dặn rồi về nhà anh ấy là phải thấy cái gì đang cái đấy. Chị ơi cho em về em xin dĩa. À, em xin dĩa đây, cho cô Lệ bé em để cô Lệ nó có gì chưa? Ừ, như đâu bao lú vậy? Ôi, giống như nào thì... Ôi, cái này à? Ôi, dạy con thế nào? Cứ bóng ơi, bây giờ cổ nó hết rồi. Ôi, đấy. Ai biết được nhỉ? Bố nó mà bày rượu này, đứng lên nó nghiện rượu vào chắc chắn luôn. Rượu cơ à? Tặng tinh. Bản quyền đấy, bật TV này, quay vào video bị bản quyền đấy. Cái sáng cho cái mảnh vườn của người dân trồng ấy. Hả? Cái sáng này nó là sáng không gọi cho ai nhỉ? Ừ, ai gọi được đây này. Đúng đâu gọi cho ai này. Ô. Anh gọi không được này. Nhìn này, em này. Đi. Kêu anh em thì có chơi cái này không? Này, nhìn mặt giống cực luôn. Vâng. Đúng, chuẩn luôn. Cao này nhìn cao rồi. Đây. À, bố đây. Mặt giống hết luôn. Yên tâm, chuẩn rồi đấy. Yên tâm là hàng chuẩn, nhà. Hàng xịn đấy, nhà. Này. À, con nhìn vào mày quay chào các bạn đi. Nào. Nghe các bạn. Đây mà con nhìn đây. Chào chú Dô đi. Anh hai vào đây. Cú Bin nhỉ? Cú Bin là đây, Cú Bin. Chú Linh tí chụp vé nhỏ một cái hình nha. Bố cháu thì... lên TikTok nha. Bố này, học bố hai thì bố chú Linh thì bên kia thì chị mày chẳng có bao giờ. Kéo rồi, hôm qua, chưa hôm qua. Nhận được. Hả? Anh cách đây, ba lấy cây. Bố ở trên bản thì ngày làm 3 tập chào các bạn 3 lần. Bố 6 lần, kết thúc nữa là 6 lần. Kết thúc 6 lần. Các bạn thấy video của Đông hay và ý nghĩa thì cho Đông một like, một chia sẻ. Kính, cháu bây giờ nhìn lại cái kính. Được chưa? Tinh nhỉ? Đây, Quy đây. Đấy, cho hai bố con gặp nhau. Chắc là vợ cũng ít gọi đúng không? Ít gọi cho vợ đúng không? Đây. Ờ, à, đúng rồi. Thơm. Ui, thơm này. Với mà thơm đấy. Nhầm rồi con ạ. Dạ. Thơm. Nó với nó thơm bố đấy. Này, với lại nào. Thơm lại nào. Em thơm bố cái. Nào, nào, nào. Thơm bố nào. Thơm bố cái. Đẹp trai như bố ơi. Để Tết, rồi, chờ Tết bố về bố để cho bác tiến tiền nhá. Nó vẫn ngoái gì này. Rồi. Ông ở trong nhà hả? Hả? Nó có ông trong nhà anh? Mình đi chơi cũng nước xong nghỉ ngơi tí nữa vào trong nhà anh. Vâng, nhưng bọn em chỉ ngại mỗi là ông chờ lâu gì. Không, vấn đề gì. Vâng, ngại mỗi cái đấy. Dạ. Lệ ăn sáng chưa? Em chưa. Hoa quả. Em chờ thì ít thôi. Em ăn cái mấy quả nho này tạm đi. Nho này nho xìn thế này. Ăn đi này. Không có ăn đâu. Nho sữa à? Sữa ngon đấy. Sữa ấy. Sữa này à? Xin chai rượu về không biết đâu nhỉ? Nhiều quá.
nào cho anh cái địa chỉ xong rồi anh gửi chú ít sang. Không, lát nữa, lát nữa em sẽ tìm cửa, em chụp ảnh xong. Công gọi cửa đấy cho một cái nhà em sẽ gọi là các bạn công nhà đấy sao. Dạ vâng. Ôi, chị tăng trước lối. Đăng à? Chị thôi. Đăng ai rồi? Nhưng mà không có mình. Đây. Đấy. Con rồi. Đây. Còn đen chưa kịp anh tìm được đăng rồi chứ. Đấy, đấy là chú chăn nuôi con búa béo ở đấy thì anh sẽ men anh làm thuốc bắc 100 trong. Dạ. Muốn bao nhiêu anh gửi đi. Đủ các biện pháp chứ. Anh đang ở đâu à? Được đấy, lấy con tên này luôn. Chồng mất mà. Em đang tìm tình tiết cái hút tóc này lên. Chào đây. Thảo đẹp ơi. Hôm nay nhìn nhỏ đi kìa. Đấy, đẹp ấy, nha. Lê qua đây. À, chụp cùng cô Lê hả? Đấy, đấy. Không có cơ hội gặp bác chú lần thứ hai đâu. Rồi, cô tiên ta nào. Để tay lên. Con để tay. Lối cái thằng nào. Này, cong lưng đấy. Ngồi cho đẹp. Cho mẹ với em đi chim bô với. Ok, mẹ là nhà mình qua đây. Chính ngồi bên đây. Chị ngồi cả nhà mình ngồi đây. Cơ hội là gặp chú Linh thì chú Linh đâu đi rồi. Đây, chị Khánh kêu em đây. Chim bô ơi. Bí ơi. Nào, 2, 3 Ôi, tiền đâu? Thôi là lái xe. À. Xe thôi gì. Cái chút đăng đó. Cô Lệ đây, nhà bia cô Lệ ở nha, cô Lệ với chú Hoàng nha. Bia, đi bia. Ồ, thằng này phải đứng này thẳng cái lưng lên đấy. Không sao đau ấy. Gù lưng đấy. Ờ, đây bây giờ gù ấy này. Gù lưng như cô Lệ đấy. Gù ấy, đi bác sĩ rồi. Mà bệnh hà vào ông. Thôi bây giờ đi sang ông nội ấy. Rồi mẹ Ú. Các ơi, mẹ Ú. Vâng. 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 Xe đi vô được đấy. Phải. Họ. Rồi. Chơi đoàn. Bây giờ đi vào nhà Đông. Bố anh Đông. Mọi người đang làm cơm sẵn rồi. Ui lâu ấy, ai lâu lắm nhỉ? Ồ, ở đây nhãn này này. Nhãn đấy này. Không biết là tí có cái cần câu nào câu cá không nhỉ? Có tí không. Đây rồi. Năm ngoái là Đông về là mua toàn bộ chỗ đất này này. Đấy. À, mua đây rồi ấy. Từ góc tường kia. À. Đến góc này. Sầu tí ra bên cái nhãn kia. Là à, thế là hôm kia mua đất ở đây. Đấy, rồi trồng, năm ngoái. Rồi trồng lúa ở đây. Đấy, trồng lúa năm ngoái. Ờ. À. Đây, sau đây, này đây, dự định về Việt Nam là làm YouTube ở trong cái đoạn này luôn. Đông rồi. Ừ. Đợt đấy là mua là được khuyến mại cái nhãn. Từ đang ghi màn hình. Đang ghi màn hình nhá. Từ. Chỉnh gì nhỏ này mua đất ở đây à? Đây, bờ mua đất đây anh soi à? Mặt đường nhỏ đi mà giả mấy tí nữa đất đây. Ý ruộng ông già đấy. Không, cái đất bờ mua ở đây cho xây mặt đường mà được 2 mét đi thì giả tiền đấy thì hơi đắt rồi. Ruộng nào đây? Đây, trước về chỉ đây. À. Đúng không? Đoạn này đúng không? Mua đây thì đắt rồi. Trời, đất này sau xây nhà đắt. Đây mặt đường có 2 mét thôi. À, nhầm rồi. Hả? Chỗ này là mua để lấy đất để mang về trồng cây thôi chứ không phải là... À.
mua lấy đất để trồng đấy. À, thôi. Đặt rồi, đặt rồi. Mua đất. Đợt mua đây giấm đi, bài sở gần 6 tỷ mấy đất. Mua về trồng cây. Nói đi em. Đây, giờ đang đi vào nhà ông đây. Vào ông bà. Nhưng mà đất bờ chị Nhuy nói mặt mảnh này mà nhờ. À, không phải mua từ cái trường học lại đâu đi rồi. Mua hết cái mảnh ruộng của ông bà đấy. À, rồi, học lại đây rồi. Ruộng của ông bà. Ruộng của ông bà đấy. Ôi trời, mới xây nhà to bự lên này. Nhà gì? À, công an đấy chứ. Công an xã Thống Nhất đấy chứ. À đây, nhầm. À đây, mảnh này, quên. Mảnh này. Bây giờ đến đây mình nhớ ra mảnh này chứ không phải mảnh to kia. Ờ, mảnh một mảnh 30 mét vuông này cơ. Mất bảo. Mua để cho nó vuông cùng với cả đất của bố mẹ luôn. À. Đấy. Đây mà. Đâu? Đi thẳng đấy chứ. À. Điểm lên xe đi. Đây nước đấy. Xung quanh toàn nước. Đây, đấy mà. À, đi thăm mảnh nữa. Đi thăm mảnh nữa. Đi thăm mảnh khác nhưng mà không ăn nữa đó. Ôi sao. Trời bảo. Đúng không? Đó coi về thả đấy. Ôi. Ê! Con trẻ nha. Con trẻ hồi nãy có bảo gọi lên từ bên. Cho ngoài là án này. Chào ông. Ba cảnh thì diễn lại được một kiểu sao. Đi chào bà nhà nha. Vâng. Vâng. Những anh em đây là tâm thiện à. Chào ông cao và nhà nhé. Chào anh. Thế nhưng mà đây. Chào ông. Ông đây em. Đông đông là. Đông 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 mặt thì giống cả bố đó mẹ. Thôi. Bố đi, tôi xong nước cho. Không, không phải yên để làm một đứa. Ở bên ngồi đây này. Ở bên chỗ của con đây là đông là cao nhất. Đông là thấp nhất. Đông thấp nhất. Đây ngồi đây, còn ông ngồi đi, ông ngồi trong đây. Đây ngồi. Ôi nhà này mát này nhỉ? Nhà này mát chứ. Vâng. Mát. Cái nhà này thì căn bản là trong lỗ đá. Mát hơn ngoài nhà anh chị ngoài đấy. Tiến là hơn đông mấy cm nhỉ? Dạ. Chắc phải 57 cm đi. 57 hơn. Ông anh tiến thấp hơn chứ. Mời cả nhà ăn nước. Ông anh tiến thấp hơn đấy, cao hơn đông mà. Cháu cao hơn 38 mm. Cái được 1 cm. Mời cả nhà nước đi. Dạ vâng. Thủ đăng view. Đây chứ này đăng đây bây giờ lên lên thì thấy đăng rồi. Đăng từ 9 phút trước rồi. Ghê. Lino đây là nhà bố mẹ anh Đông. Dạ. Vâng. Bố mẹ đẻ là anh Long. Vâng. À. Đấy thì là hôm nay là anh em là sẽ đến đưa Lino đến là bố mẹ anh Đông chơi các bạn ạ. Đấy. Lino ơi. Thấy Đông giống ai? À, mặt đấy, mặt giống ai? Giống mê. À giống mê. Vâng. Rồi. Vâng. Hỏi rồi, hỏi từ đấy rồi. Ba, vâng rồi. Vâng. Tiến là nãy mới xe máy xe cô. Dạ. Ừ. Hai con này. Ừ. Đấy, cái tay con nhỏ. Đây cái nhỏ. Cái áo anh mua vừa cái áo bằng người tâm lưu. Vừa chính bằng người tâm vừa. Hello. Hôm nay em biết đấy. Đông đang thu đấy. Vâng. Đang thu rồi. Gửi hết này.
Vâng. Anh đi hôm nay ở đông khu là gửi con bé lên. À thế à? Vâng. Cấp đấy. Cấp đấy chứ không phải vừa đâu. Ông kia đây. Cho cháu để đây một chút. Năm ơi. Các bạn ơi. Đây. Đó là con xin phép mời Mai và cháu đi Mộc Châu. Cái này khác, cái này khác. Vâng, hôm nào về đi về. Đấy thì cơ. À tí mình bắt đó. Mình cái này. Ồ. Dạ. Cái mô hình của con Linh ở đây đang nuôi cá chép giòn. Bên kia có rồi. Vâng, đang tính là nuôi cá. Cá đắm gì hết. Chép giòn, chép giòn. Đẹp giòn thì giòn không có. Giống mình chưa xong được. Quang là đủ đường phải đồng trần. Đủ đường phải đồng trần. Đưa khó lắm. Tại vì nuôi nhiều. Thôi nói chó là nuôi ấy. Nuôi cá thôi. Cái là đưa những cá chấm được, cá gan cho cua. Bên kia có mấy cái loại cá chấm. Cá chấm cá gan. Nuôi được. Vâng. Chấm tròn thì. Bao cá nhiêu mà nếu mà em làm chấm tròn thì em làm bao cá trắng một tí thì nó lại mái. Và đưa giống ra chút là hiệu quả cao. Cũng phải đi phải có thị trường người ta cần cái gì mình mới làm chứ. Bên kia bà ba thì không có ý. Nếu là cá chấm, cá chép, cá trôi thì mình đưa sang tiếp đây.